Hả? 35.
đi tôi quay. Mới có mấy trái à? Cái giòn giòn vậy thôi hả? Giống giòn tròn, tròn tròn nhỏ nhỏ.
chục thôi. Cà chua không? Cà chua mua rồi. Mua rồi. Cà chua bi. Có không? Để xíu kiếm gì cả. Ủa? Không có luôn. Còn ớt luôn. Bi à, cà chua bi có. Giá đồ ớt không có luôn. Chuông. Con ơi, có chuông. Nặng quá. Ba màu. Màu vàng. Giờ Tết. Ăn thịt hết rồi. Dừng này nó bán hết. 190 không? Rồi đã xong phần đi chợ. Chưa lấy đúng không? Nó bò lấy rồi. Lấy đi về sắp về cho con. Rồi sắp về. Đây. Hai chị em đi nãy giờ.